Em bây giờ là quay đầu thấy khó rồi anh em nha. Đường rất là nhỏ hẹp. Đến chỗ làm của anh em rồi. Em bây giờ là quay đầu thấy khó rồi anh em nha. Đường rất là nhỏ hẹp nhưng mà bây giờ anh em phải quay đầu đây rồi. Không có chỗ quay đầu ở bên trong kia nữa. Ra đây xíu chứ. Ôi. Đường rất là hẹp nha, cái này. Nhá. Vào trong kia không có chỗ quay đầu được thôi. Rất là trơn nha. Không đi được rồi.
đi rất là xa nha, vào bên vào cái khe suối bên này còn rất là xa này luôn. Cây ít mấy cái cây khô này này, mấy cây này này. Nó lên được rồi. Phải tới sau rồi. Đây phải tới sau rồi nha. Thiết kế của xe độ là tới trước cũng được mà tới sau cũng được nha. Tới sau là phần lớn là chỉ có để tới cây thôi. Cái ta ly đường luôn nhé. Rồi sau này tới thêm một đoạn nữa. Không không du ca. Đấy. Tiếp tục tới nhá. Buông vào bên dưới đường. Tiếp tục lên đường. Đến chỗ gốc cây rồi.